Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người và bà con đã đến với kênh của mình. Thì hiện tại thì vườn của mình đang có cái cây vạ mật mọi người nhé. Đây là những cái cây vạ mật chiết cành này. Đấy. Hiện tại thì những cái cây này mình đã vào chậu được một thời gian này, đang bắt đầu lên chồi này. Đấy. Mọi người và bà con có nhu cầu mua cây giống vạ mật thì có thể là liên hệ với mình. Đấy. Đây là cây vạ mật của Việt Nam mọi người nhé. Và ngoài ra thì bây giờ ở vườn của mình cũng đang có một số cái cây giống của cái cây sung Mỹ. Nó cũng là thuộc họ họ sung. Và nó cũng gần họ hàng liên quan với cái cây vạ mật này. Đấy. Quả sung Mỹ thì nó nhỏ hơn, còn cái quả vạ mật thì nó to, mỗi một quả như thế là nó bằng cái bát đất ấy. Mật rất là nhiều, chín ăn rất là ngon mọi người nhé. Đấy. Đây này, mọi người thấy. Đây là những cái cây mà mình vừa mới chiết được một thời gian này, đang ươm vào chậu. Còn có những cái cây mà trưởng thành rồi thì lá nó to khoảng bằng 4 5 bàn tay như thế này. Rất là lớn luôn. Còn đây là những cái cây mà mình vừa mới trồng vào chậu thôi. Đấy, mình sẽ cho mọi người xem cái hình ảnh của cái cây vạ mật xem lá như thế nào nhé. Lá rất là lớn đấy. Thực ra thì cái vạ mật cũng như là cái cây sung sung mật hoặc là sung Mỹ thì nó rất là tốt cho hệ tim mạch. Ngoài ra thì cái quả sung thì nó có tác dụng là làm giảm đường huyết rất là tốt cho những người bị tiểu đường mọi người nhé. Đấy. Đây, lá sung lá vạ thì có thể là dùng làm lá ghém để ăn cho nó tốt luôn. Đây mọi người này, đây là một cái cây vạ mật, một trong số những cây vạ mật đang ở nhà anh đang trồng. Đây, lá rất là to mọi người nhé. Đấy,